Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 33. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đàn sắt 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới, và khéo gãi nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực. Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống, và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đói xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông cậy. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta
mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi bèn phán rằng: Ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chương 23. Ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình. Ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc, thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Ngươi chớ nhậm của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình. Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào. Trải 6 năm, ngươi hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa lợi. Nhưng qua năm thứ 7, hãy để đất hoang cho nghỉ, hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó. Còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây olive. Luôn trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc mình. Nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ, cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại. Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác,
chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra. Mỗi năm ba kỳ, ngươi sẽ giữ lễ kính ta. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men, phải ăn bánh không men trong 7 ngày về mùa tháng lúa trổ như lời ta đã phán dặn, vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng, và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. Mỗi năm ba kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta chung với bánh có pha men, còn mỡ của nó dâng nhằm ngày lễ kính ta, chớ để trọn đêm đến sáng mai. Những hoa quả đầu mùa của đất, ngươi phải đem đến đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó. Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch, ngươi sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người. Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi, và đối địch với kẻ đối địch ngươi. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân Amorit, dân Hethit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Ngươi chớ quỳ lại và hầu việc các thần chúng nó, chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà sảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước. Hãy ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Ta sẽ sai ông lỗ đi trước đánh đuổi dân Hê-vít, dân Canaan, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu. E khi xứ sẽ trở nên đồng vắng và loài thú rừng sinh sản ra đông hại ngươi chăng? Nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi, cho đến chừng nào số ngươi thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp. Ta sẽ phân định bờ cõi ngươi từ biển đỏ chí biển Philippines, từ đồng vắng đến sông cái, vì ta sẽ giao phú dân đó vào tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi mặt mình. Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó hoặc cùng các thần của chúng nó. Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu. E khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng? Điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy. Chương 24. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lại. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, y theo mọi lời này. Đoạn, Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần,
khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép, đặng dạy dân sự. Mô-sê bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Mô-sê đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi, hãy hỏi hai người đó. Vậy Mô-sê lên núi, mây che phủ núi, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. Trong 6 ngày, mây phủ núi. Qua ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Mô-sê. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Mô-sê vào giữa đám mây lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Chương 25. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel đặng họ dâng lễ vật cho ta. Các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. Này là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu sức và hương, bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ephod và bảng đeo ngực. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao cũng 1 thước rưỡi. Lấy vàng ròng bọc trong bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Cùng làm 2 cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen 2 bên hông hòm để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Lại làm 2 tượng cherubim bằng vàng giác mỏng để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài, 1 tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia. 2 cherubim sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa 2 tượng cherubim trên hòm bản chứng. Ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si tim, bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 1 thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy 1 đường viền chung quanh. Rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be 1 đường viền vàng. Lại đúc 4 cái khoen vàng tra vào 4 góc nơi chân bàn. Khoen sẽ ở gần be để xỏ đòn khiêng bàn. Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiêng bàn đó. Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu và ly đặng dùng làm lễ quán. Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta. Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác. 2 bên thân đèn sẽ có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Ngươi cũng hãy làm 7 cái thép đèn, đặng hễ khi thắp
thì chiếu trước chân đèn. Kéo bắt tim cùng đồ dựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng một ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.